Ghi bàn phút bù giờ, U19 Việt Nam đánh bại đối thủ Hàn Quốc cực mạnh. Bàn thắng ở phút bù giờ giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Seoul ở lượt trận thứ 2 giải U19 quốc tế. Sau chiến thắng trước U19 Chonburi, Thái Lan, U19 Việt Nam tiếp tục chơi ấn tượng trong cuộc chạm trán đối thủ được đánh giá rất cao là U19 Seoul. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hưng phấn và sớm mở tỷ số ở phút thứ 9. Trần Công Minh, cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 quốc gia, xử lý và dứt điểm khéo léo trong vòng cấm đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước. U19 Việt Nam chơi áp đảo và có nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Tuy nhiên các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lại để đối thủ chọc thủng lưới ở phút 20 sau một pha phản công chớp nhoáng của U19 Seoul. Đội bóng Hàn Quốc gây ra khá nhiều khó khăn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam sau khi có bàn gỡ hòa. Sang hiệp 2, U19 Việt Nam tăng cường tấn công, liên tục gây sức ép lên đối thủ. Trần Công Minh và Phạm Ngô Tấn Tài là những mối đe dọa thường xuyên cho hàng phòng ngự U19 Seoul. Rất nhiều cơ hội được đội chủ nhà tạo ra. Trong một ngày kém duyên, các chân sút của U19 Việt Nam tỏ ra thiếu may mắn và chính xác trong những pha dứt điểm. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực, các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cuối cùng cũng giành được 3 điểm, với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Mạnh Dũng. Đánh bại U19 Seoul với tỷ số 2-1, U19 Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải U19 quốc tế sau 2 trận toàn thắng. Bầu Đức phản pháo mạnh mẽ sau tâm thư dài dòng của ông Trần Anh Tú. Trước chia sẻ của ông Bầu Phúc sang Trần Anh Tú, Bầu Đức đã có những đáp trả của mình xung quanh vụ việc này. Cụ thể, vị chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho rằng, những gì mà ông Tú viết là lan man và không đi vào vấn đề chính cần giải quyết. Như chúng tôi đã thông tin, sau khi Bầu Đức tuyên bố sẵn sàng bỏ bóng đá, nếu VFF sắp xếp ông Trần Anh Tú làm phó chủ tịch VFF, người đang kiêm nhiệm tất cả hai ghế chủ tịch lẫn tổng giám đốc công ty bóng đá chuyên nghiệp VBF, thì tới lượt ông Trần Anh Tú đã có tâm thư gửi tới Bầu Đức. Tuy nhiên dường như câu trả lời này vẫn chưa làm hài lòng vị chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và trong tâm sự mới đây trên báo Thanh Niên, Bầu Đức tiếp tục có những quan điểm của mình liên quan chuyện bầu ban lãnh đạo VFF khóa mới. Ông Bầu Phú Núi nói, tôi chưa đọc tâm thư của anh Tú, chỉ nghe nói nhưng thấy không đi vào vấn đề. Người nói lòng vòng là không ổn. Mình làm anh đàng hoàng, cứ thẳng thắn vào vấn đề rằng ông Đức đúng hay sai, nên hay không nên làm vậy. Tư cách đó cần xem lại. Điều mọi người chờ đợi là kết luận ông Đức như vậy là sai hay đúng, và anh Tú phải nêu quan điểm ra. Phản ứng của tôi ở hội nghị ban chấp hành là dựa vào tình hình thôi, vì thế này sao chịu nổi. Tôi cảm thấy cần phải lên tiếng, để bóng đá được điều hành bởi những người đàng hoàng, tử tế. Tôi xác định tư tưởng mình sống thật, không làm bậy, thì cái nào không đúng mình phê bình. Đó là nguyên tắc chung. Tôi có quyền nói vì tôi không bao giờ làm gì sai. Chứ tâm thư của anh Tú tôi nghĩ chẳng có nội dung gì để đọc. Cũng trong cuộc nói chuyện này, Bầu Đức tái khẳng định không chấp nhận anh Tú ngồi vào ghế phó chủ tịch tài chính và tài trợ VFF. Bầu Đức cho rằng ông Trần Anh Tú hiện đang giữ 7 chức chủ tịch, trong đó có 3-4 chức có tầm ảnh hưởng lớn với bóng đá Việt Nam, như chủ tịch VBF, tổng giám đốc VBF, trưởng ban điều hành V-League. Do đó việc nắm thêm quyền phó chủ tịch tài chính, tài trợ VFF sẽ dễ dẫn tới việc tập trung quyền lực, dễ nảy sinh tiêu cực. Bầu Đức cũng công khai chỉ trích ông Tú là người ngoại đạo, không có câu lạc bộ bóng đá kể cả là hạng nhì trở lên, chưa từng tham gia bóng đá chuyên nghiệp, thì khó có thể chấp nhận việc làm một lúc nhiều chức vụ như hiện tại. Bởi vậy nếu VFF để ông Tú nhậm chức, Bầu Đức sẵn sàng nghỉ bóng đá ngay lập tức. Bầu Đức xác định thời gian Hoàng Anh Gia Lai bỏ V-League 2018. Sáng nay, phía Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục khẳng định quyết tâm của Bầu Đức sẽ bỏ V-League 2018 nếu ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VBF trúng cử vị trí Phó Chủ tịch Phụ trách Tài chính, Tài trợ VFF nhiệm kỳ 8. Trao đổi với phóng viên sáng nay, ông Huyền Mau, Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai nhấn mạnh, Bầu Đức cực kỳ nghiêm túc trong quyết định sẽ bỏ V-League, nếu VFF cứ quyết làm những điều vô lý. Đó là sự thật, không có gì phải bàn cãi nữa cả. Theo ông Mau, để bóng đá Việt Nam có thể phát triển bền vững, thì những tồn tại, sai sót, lợi ích nhóm phải bị loại bỏ. Khi nào đại hội VFF chưa diễn ra, anh Tú chưa trúng cử, thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẽ chơi V-League bình thường. Nhưng ngay sau đại hội VFF, anh Tú trúng cử, Hoàng Anh Gia Lai sẽ bỏ V-League, ông Mau cho biết. Theo ông Mau,
Không chỉ lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhận thức rõ điều Bầu Đức làm là đúng, mà một số thành viên ban chấp hành, câu lạc bộ khác cũng rất hiểu chuyện nhưng không ai dám nói. Tôi muốn nhấn mạnh một điều là, ngay từ đầu Bầu Đức đã khẳng định sẽ không tham gia VFF nhiệm kỳ 8. Nhưng khi có tổ chức thành viên đề cử, thì phải đưa tên anh Đức vào chứ. Rồi sau đó, tới đại hội trù bị, anh Đức kiên quyết rút thì mới bỏ tên ra chứ. Rõ ràng ở đây là chơi không đẹp, có lợi ích nhóm ở đây, và thiếu tôn trọng anh Đức. Không lẽ cứ im lặng để anh Tú quản lý hết bóng đá chuyên nghiệp à? Anh Tú là người ngoại đạo, chỉ làm phút sang, bóng đá phong trào, chứ không phải chuyên nghiệp. Tất cả những gì anh Đức làm đều muốn hướng tới sự công bằng, song phẳng cho cuộc chơi mà thôi. Trước câu hỏi của phóng viên về việc những hạt ngọc U23 Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai, như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh sẽ làm gì nếu Hoàng Anh Gia Lai bỏ V-League, ông mau đáp. Bầu Đức đã có những tính toán của mình rồi. Chất lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể tìm được những câu lạc bộ ở Hàn Quốc, Nhật Bản để thi đấu. Về phần ông Trần Anh Tú, cũng trong sáng nay chúng tôi đã liên lạc đề nghị phỏng vấn, nhưng ông Tú đã từ chối vì lịch làm việc kín mít, quá bận và không muốn đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan tới đại hội VFF và Bầu Đức lúc này. Từ vụ Bầu Đức phản ứng, VFF đồng ý đề cử bổ sung. Thông báo mới nhất của VFF về việc được đề cử bổ sung nhân sự, ứng cử vào ban chấp hành, cũng như các vị trí lãnh đạo tổ chức này nhiệm kỳ 2018 đến 2022, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trên lý thuyết, đây được xem là động thái xoa dịu dư luận của VFF sau vụ việc ông Bầu Đoàn Nguyên Đức bị sót tên, khi danh sách đề cử được công bố, dẫn đến sự nghi ngại về việc dồn phiếu cho ứng viên duy nhất Trần Anh Tú ở vai trò phó chủ tịch phụ trách tài chính, vận động tài trợ. Từ đây, nổ ra những tranh cãi xoay quanh việc ông Trần Anh Tú nắm giữ quá nhiều chức vụ liên quan đến bóng đá, và ông Bầu Đoàn Nguyên Đức tuyên bố nghỉ làm bóng đá nếu ông Tú trúng cử. Không riêng Bầu Đức, báo chí và dư luận, người hâm mộ cũng chỉ ra thêm vài ứng viên được đề cử từ cơ sở, nhưng danh tính lại không được tiểu ban nhân sự đại hội VFF nhiệm kỳ 8 công bố, như trường hợp của trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi và Nguyễn Hiền Lương, nhân sự thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao Bộ Công an. Không lâu sau khi ông Trần Anh Tú tuyên bố sẽ có ý định rút lui khỏi hai cương vị tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VBF và trưởng ban điều hành V-League, chiều 23 tháng 3, VFF đã ban hành thông báo số 379, nêu rõ các tổ chức thành viên VFF được tiếp tục xem xét, đề cử nhân sự ứng cử ủy viên ban chấp hành và các vị trí lãnh đạo VFF khóa 8 trước hạn chót ngày 31 tháng 3. Theo điều lệ, VFF hiện có 66 tổ chức thành viên được quyền đề cử, ứng cử và bầu các vị trí lãnh đạo, các ban chức năng của VFF, bao gồm các câu lạc bộ bóng đá thuộc giải V-League, hạng nhất, hạng nhì, câu lạc bộ bóng đá nữ tham dự giải vô địch quốc gia, câu lạc bộ phút sang tham gia giải toàn quốc, liên đoàn bóng đá thành viên cấp tỉnh, các đơn vị tổ chức những giải đấu cấp quốc gia được VFF công nhận. Đây là văn bản mang ý nghĩa mở đường cho nhiều nhân vật tên tuổi của bóng đá Việt Nam có thể tham gia ứng cử tại đại hội VFF khóa 8, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới đây, kỳ đại hội mà vừa qua có rất nhiều ý kiến đề nghị nên hoãn đến thời điểm phù hợp. Nếu tính đến những trường hợp cụ thể, người hâm mộ có quyền hy vọng ông Bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ chấp thuận lời đề cử từ một số câu lạc bộ để quay lại, tham gia vào ban chấp hành VFF khóa mới ở cương vị thích hợp. Tuy nhiên, qua cuộc trao đổi mới nhất với báo Người Lao Động tối 23 tháng 3, ông Đoàn Nguyên Đức một lần nữa khẳng định không bao giờ thay đổi tuyên bố sẽ rời khỏi VFF sau đại hội khóa 7. Ông cũng nói thêm, giả dụ có đến 50 câu lạc bộ đề cử thì ông cũng xin phép gửi lời cảm ơn đến tất cả và rút lui, không tham gia bộ máy lãnh đạo VFF nữa, khi niềm vui hiện tại của ông là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, bên cạnh việc dành thời gian cho công việc kinh doanh. Đại hội VFF khóa 8 sẽ là nơi quyết định cao nhất về nhân sự của cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Đại hội sẽ bầu ra 17 thành viên thuộc ban chấp hành, giảm 6 người so với nhiệm kỳ cũ. Trong đó có 5 ủy viên thường trực bao gồm chủ tịch, 3 phó chủ tịch, phụ trách truyền thông, tài chính, vận động tài trợ và chuyên môn, và 1 ủy viên thường trực. 12 ủy viên ban chấp hành còn lại sẽ được phân công vào các ban chức năng. 4 ứng cử viên cho vị trí chủ tịch VFF được đề cập nhiều trong thời gian qua là các ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch chuyên môn VFF khóa 7, Nguyễn Công Khế, chủ tịch tập đoàn truyền thông Thanh Niên,
Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, và Lê Quý Phượng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm ứng cử viên được đề cử cho vị trí Phó Chủ tịch Phụ trách Truyền thông, ông Lê Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc HD Bank đã xin rút, chỉ còn các ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch Truyền thông khóa 7, Nguyễn Lân Trung, Nguyên Phó Chủ tịch Truyền thông khóa 6, Nguyễn Văn Phú, Tổng biên tập báo bóng đá và Cao Văn Chóng, Nguyên Tổng Giám đốc VBF. Hai ứng cử viên cho vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn là ông Dương Vũ Lâm, trưởng đại diện VFF tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch chuyên môn khóa 5, và ông Phạm Ngọc Viễn, nguyên Phó Chủ tịch chuyên môn khóa 6. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé!